đây, những nhánh sát đất luôn này các bạn thấy không, từ dưới đi lên ăn xong mình cũng khuyến cáo những cái nhánh nằm sát đất này cũng phải cắt bỏ ha, nhưng mà để ăn trái đi rồi tính tiếp đó. Các bạn thấy gì không, các bạn thấy gì không, mình cũng không tin vào mắt mình, làm sao mà nó có thể ra được nhiều thế này. Cái đây chưa ngừng nữa nha, mới đây mới nửa nhánh, nó còn nữa đây. Chào các bạn trở lại với kênh của mình là kỹ sư Thái giải pháp nông nghiệp. Hôm nay mình trở lại với các bạn một cái video clip nói về làm bông nghịch vụ của vườn anh Thành Lộc, vườn sầu riêng mỏng thon của anh Thành Lộc đầu tiên tại thành phố Cần Thơ, làm bông nghịch vụ theo quy trình của kỹ sư Thái. Thì ở video clip trước mình quay là mình mắc mưa tầm tã đó, bữa đó mình mắc mưa tầm tã cách đây khoảng 2 tuần. Thì thời điểm đó là mình qua mình cho các bạn theo dõi là mắc cua, nó ra nó đang sáng mắt cua, và cái quy trình là dùng để rửa mắt cua ha, và cái nữa là tạo mầm thêm để cho mắt cua này nó sáng mạnh lên. Thì sau khi kết thúc cái quy trình đó là tiếp theo nữa là cái quy trình về phá miên trạng. Thì đây là bước sau nữa có nghĩa là gì, là các bạn có thể thấy là không còn mủ nữa rồi đó, cái clip phía sau lưng mình ha, không còn bị mủ. Tại sao không đầy mủ? Toàn rồi. À, theo tiếng mấy anh hay ở ngoài Bắc hay nhắn mình là toan rồi ông giáo ơi, toan rồi. Thì vườn này cũng đúng như vậy, nó toan rồi. Toan rồi nghĩa là sao? Bởi bây giờ các bạn cùng theo dõi với mình là vườn của anh Thành Lộc ở thời điểm hiện tại. Bữa nay là ngày, giở điện thoại coi, quên mất ngày mấy tháng 8. Bữa nay là Chủ nhật ngày 7 tháng 8. Giờ này mình đang đứng đây là 2 giờ rưỡi chiều Chủ nhật ha. À, 2 giờ rưỡi chủ nhật, bởi vì chủ nhật là mình không có làm việc ở cửa hàng, chủ nhật là cửa hàng mình nghỉ buổi chiều hết các bạn. Nãy cũng có mấy anh khách điện hỏi mình là mở cửa nhưng mà mình đi mất tiêu rồi. Hiện tại buổi chiều là mình hay đi công việc lắm. Thì ở đây công việc là gì? Công việc là ở đây nè, là vườn của anh Thành Lộc ở thành phố Cần Thơ. Rồi các bạn đi cùng mình theo dõi cùng mình ha, vườn của anh Thành Lộc ở điểm hiện tại đã dỡ mũ và nó như thế nào. Đây, một buổi chiều chủ nhật trăng thanh gió mát. Hôm nay gió cũng hơi nhiều đó, các bạn có thể nhìn thấy phần ngọn ở trên nè, gió nó hơi lùa một bên. Thì lá rất là đẹp, lá của anh Thành Lộc đạt mọi thứ về chuẩn, hơn cả chuẩn của kỹ sư Thái. Mình gọi là có chuẩn của kỹ sư Thái, nhưng mà vườn của anh Lộc nó hơn cả chuẩn của kỹ sư Thái. Bởi vì sao? Bởi vì dàn lá quảnh nó quá tuyệt vời, hay gọi là có thể gọi là sâu mặt được. Mình này không phải là do mình, mà mình nói là do chủ vườn chăm sóc quá kỹ. À, chủ vườn chăm sóc quá kỹ cho nên mình không có ý kiến gì về dàn lá này cả. Dàn lá này thì các bạn có thể xem cái video clip giúp mình, dàn lá này ảnh làm như thế nào để lấy cơ đọt của hồi đó, cái thời trước khi làm bông đó, lấy cái cơ đọt nó tuyệt vời như thế nào. Thì đây là dàn lá, nó một cây. Mọi người hay nói kỹ sư này nó hay quay cây đẹp lắm, mấy cây xấu nó đâu có quay. Nó đâu quay cây xấu. Thôi để quay hết cả vườn. Ở những video clip trước thì quay cả vườn hết, lẽ tới đây rồi không quay cả vườn được các bạn. Cùng mình đi cả vườn nha. Clip này cũng hơi dài một chút, bởi vì cơ bản á, hiện tại nè, nó đã thành công ở thời điểm hiện tại. Đậy mũ một tháng, tại vườn này bị dính đợt mưa, cho nên vườn này đậy mũ một tháng ha. Cho nên nhưng mà cây thì vẫn không xuống. Đây là dàn lá nè, vẫn óng ánh. Các bạn đừng gấp. Nếu các bạn gấp thì có thể các bạn tua tới để coi phần sau. Nhưng mà mình muốn khoe với các bạn rằng á, là làm bông quy trình của kỹ sư Thái á, nó chuẩn lắm. Nó chuẩn dữ lắm, chuẩn. Cho nên cái cây nó như thế này, gốc gác bây giờ vẫn sạch sẽ, không có việc mà bị rụng lá già, sổ lá già mà để làm bông ha. Làm bông mà để bị rụng lá hào hào dưới gốc, không phải quy trình của mình. Quy trình của mình là làm sao cho cây vẫn sung, vẫn tốt, lá vẫn xanh vẫn đen mà cây vẫn ra bông. Đó, đây là về dàn lá phía ngoài. Còn về tiếp theo là gì thì đi ra sau đi, cái chỗ anh pha thuốc anh giờ vô trong rồi. Đây, đi ra phía sau nè. Hôm trước á, mình đứng chỗ này mình quay cho các bạn coi á, là rút sạch mương ha, dạch sạch nước trong mương ra, sạch nước trong mương. Nhưng mà bữa nay á, là trong mương đã xả nước vô rồi, bởi vì mũ đã cuốn gốc ha. Đây, ngày trước là đầy mũ ở đây rồi, mình đi vô cho các bạn coi luôn. Mũ đã cuốn rồi và cuốn để vô trong gốc như thế này, chứ không phải cuốn rồi đem giấu vô nhà ha. Đó,
về dàn lá, vẫn là những video clip, vẫn là cái đường đi cũ, vẫn là cây cũ. Nhưng mà tình trạng bữa nay, đây, đây mình gọi là bông, chứ không còn gọi là cái miên trạng nữa. Đây là những cái bông đã hình thành. Đây, các bạn hãy nhìn kỹ ha. Mình focus vô nè, cho các bạn coi. Focus vô cho các bạn coi, rất là rõ. Đây được gọi là bông sầu riêng. Ở giai đoạn 7 ngày. 7 ngày. Bông được gọi là bông 7 ngày đó. Không được gọi là những cái đót, những cái điểm nữa. Mà đây được gọi là những cái bông sầu riêng chớm hình thành. Không riêng gì một nhánh. Những nhánh trên cũng vậy. Và những nhánh khác cũng vậy. Đó. Các bạn nhìn xa phía bên kia mình ha. Đó. Nó ra như một cái chùm dâu, hay gọi là chùm gột. Đó. Mình chỉ mới quay một cây thôi nha. Giờ sao nữa? Đi ra phía sau. Rồi, cũng đi ra phía sau cùng mình. Quên nữa, vì dàn lá cây này vẫn xanh, vẫn óng ánh. Rồi, đi ra phía sau thôi. Ra phía sau. Vườn này thì làm bông khoảng 80 cây. 80 cây. Cây nào dàn lá cũng tuyệt vời như thế này. Cây nào dàn lá cũng tuyệt vời như thế này các bạn. Và có những chỗ anh trồng sen cây nhỏ vô. Nhưng cây nhỏ thì đương nhiên không có làm bông. Ví dụ như cây này thì không có làm bông ha. Cây này không làm bông. Không làm. Đó. Nhưng mà cây kế bên thì sao? Cây kế bên thì có làm. Cây kế bên này thì vẫn có làm. Lý lý còn cái thôi nha. Đó. 100% tất cả các cây trong vườn nó đều như thế này hết trơn. Đó. Đó các bạn. À, rồi nhánh bên kia nữa kìa. À, rồi đi ra phía bên này. Tổng cộng vườn này là 4 clip. Mình đang đi clip bìa. Cái clip mà lúc đầu mình vô mà mình đi quay dàn lá nó chuẩn á, trước khi tỉa chèo á, trước khi tỉa chèo thì mình đi một vòng. Giờ mình đi vòng theo chiều này, tại vì có lúc mình đi hận theo phải vô, có lúc mình đi theo trái vô. Đó. Như cây này á, các bạn làm sao biết được cây này nó đang làm bông? Mình nhìn ở ngoài vô mình cũng không biết cây này đang làm bông. Ví dụ như cây này sau lưng mình nè, mình cũng không biết nó làm bông. Nhưng mà nó như thế này. Đây. 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 Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Và đây nữa. Và đây nữa. Dài ra ngoài luôn. Và dưới này. Nhánh dưới sát. Thường là những nhánh sát nằm dưới này nó sẽ khó ra bông. Nhưng đây, 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 đây. Và đây nữa. Cũng như vậy. Đó các bạn ha. Trên này cũng vậy. Đây, 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 đây. Và đây nữa. Này, chỉ mới có vài cây, một vài hàng. Dài phía sau đi. Bọc phía sau luôn, nhìn mới đã. Nếu các bạn không tin, hay là các bạn còn suy nghĩ, các bạn còn do dự, các bạn nghi ngờ ha, và các bạn có thể đặt nghi vấn là không biết anh kỹ sư này ảnh làm thiệt hay làm giả, ảnh có quay cái vườn này thật hay không, hay là cái vườn này này kia nổi nào, thì các bạn có thể liên hệ với mình, hoặc các bạn có thể liên hệ chỗ anh Thành Lộc. Các bạn có thể đến thăm vườn cụ thể trực tiếp. Và đương nhiên vườn này không phải chỉ có vài người, vườn này rất là nhiều người đã đến đây. Anh nói là bạn bè của anh đi ngang đây, rồi mấy anh bạn mà cắt mít nè, thu mua mít cũng ghé đây tham quan rất là nhiều. Tham quan rất là nhiều. À, tham quan thì các bạn có thể nhìn qua màn hình nè, các bạn có thể thấy tại sao tham quan ha. Tham quan là bởi vì dàn lá vậy nè. Tham quan là bởi vì dàn lá vậy nè. Đó. Dàn lá vậy đó. Và nó vậy đó. Nó như vậy. Ha, và nó như vậy. À, đó. Các bạn thấy ha. Này được, mình được gọi là phun lậm thuốc rồi các bạn. Mình được gọi đây là phun lậm thuốc. Tại vì sao? Mình phun thuốc sầu riêng cho ra bông mà không biết ảnh lấy thuốc ảnh phun cái kiểu gì mà mình gọi là phun giống như phun dâu với phun chùm ruột á. Nó bị vậy nè. À, tại tiết thôi. Ừ, nói về tiết nữa. Tại tiết á các bạn, tại tiết á. Ừ, tại tiết cho nên nó vậy đó. Mấy anh kia kêu bảo nó báo với mình á. À, coi thì coi tiết giùm mình thì coi nay ngày mấy ha. Nay là chủ nhật, ngày 7 tháng 8. Ngày 7 tháng 8 mà mấy ảnh kêu là tiết thôi. Tiết ngày 7 tháng 8. Tiết đâu không thấy mà thấy sáng giờ có mấy khách ở dưới mấy khách hàng ở dưới Sóc Trăng đó các bạn. Điện cho mình. Điện cho mình nói là ra đọt rồi. Anh Thái ơi, tôi ra đọt rồi, có cách nào xử lý giúp tôi không? Mình nói thua, ra đọt rồi thì thôi. Còn cái này là tiết. Ừ, tiết đó các bạn. À, tại tiết cho nên nó ra bông mạnh vậy đó. Ghê thiệt, tiết này tiết dữ quá. Tiết này tiết dữ quá. Tiết
tiếc ở chỗ cái răng nó ra bông, tiếc ở Sóc Trăng thì nó ra đọt, còn tiếc ở bên bên cái bè thì vừa bông vừa đọt. Ừ vậy đi, cứ tiếc là nó ra bông à, đâu cần phải phun thuốc gì nhiều. Đây mình đi tới cuối vườn rồi nè các bạn, đi tới cuối vườn rồi đó, cuối vườn có một clip nha, còn ba clip bên kia nữa. À, đây là cái mương hôm rồi sạch nước luôn nè, chỗ này là sạch nước luôn nha, mà bữa nay nước trong thanh gió mát luôn. À, sạch sẽ luôn, lá thì vẫn đen xì, 2:30 chiều lá rất là đẹp, không có từ gì để miêu tả được cái vườn này á. Mình gọi là không có từ gì để miêu tả, bởi vì á, mình nói từ lúc đầu cái vườn này nó chuẩn hết mọi thứ, về dàn lá, về nhánh, về cách chăm sóc, về gông ghiêu, về rửa vườn, về sạch sẽ, độ thông thoáng, cho nên á, làm là chắc chắn là đạt, làm là chắc chắn đạt. Chỉ có sai á, là nhiều khi á, dính mưa, hoặc là chủ vườn phun sai thuốc, hoặc là mình đưa thuốc bậy thôi, mình đưa thuốc bậy thôi, chứ nói về sai thì vườn này rất là khó để sai. Đó, những thông thường làm bông á, đối với những cây sầu riêng các bạn á, những cái nhánh mà nằm sát đất thế này nè, nó rất là khó để ra bông, bởi vì những nhánh nằm sát ở dưới nó tăng độ ẩm, khi mà tăng độ ẩm vậy những cái mắt cua nó rất là khó hình thành, mà hình thành rồi thì nó cũng dễ bị mất mưa. Nhưng mà đối với vườn này á, từ nhánh sát đất nè, đó các bạn thấy cái nhánh sát đất nhỏ, ăn xong mình khuyến cáo những nhánh này cũng cắt bỏ, nhánh bên kia cũng vậy, nhánh trên này cũng vậy các bạn. Quên quay từ trong ra đi, nó ra từ trong ra ngoài mà, nè. Đó, nó ra từ trong mà ra tới ngoài luôn nè. Đó, nó ra tới ngoài luôn, tuyệt vời lắm, nhánh trên đó nè. Hơi ngược nắng chút các bạn nha, nó nhánh trên nữa, nó vậy đó. Rồi mình đi qua bờ bên kia đi tiếp nè. Đây, đó, mình tiếp tục đi bọc lên bờ này. À, cây nào cũng như nhau, bờ này bờ cuối. Đó, bờ này bờ cuối, nhìn vô các bạn thấy gì không? Bạn, mình cũng biết mình nhìn cái gì ở đây luôn á. À, mình cũng biết mình nhìn cái gì ở đây luôn. Nó ra kiểu vậy nè, nó ra kiểu vậy đó, 100% bò sữa 100%. Đó, rồi ra bên này. Đó, cây này cây chút xíu nè, mình cũng đâu yêu cầu anh để bông đâu, mà nói cây này nhỏ lắm anh ơi, bỏ lại đi, ăn bông nó tiếc quá, cũng quất luôn, cũng ra nùi nùi luôn. Đó, ra tới lên trên luôn, cây nhỏ xíu, cây này 4 năm, mỏng thon 4 năm, làm thử mùa đầu cũng ra luôn, những cây 4 năm mà năm nay làm thử lụm luôn. Đó, những cây 4 năm nhiều lắm, mấy cây 4 năm trồng nhỏ nhỏ là cây 4 năm lụm luôn. Rồi anh kêu là trong vườn anh có một cây, cây này nó bị lai giống, nó không ra bông thấy ơi, nó không ra bông, làm sao ra bông được mới gọi là hay, nó không ra bông đâu, nó không ra đâu, nó không có ra bông. Trời ơi, cái này cái gì trời, chết rồi, đưa lộn thuốc rồi, cái này cái gì á, cái gì á, chứ đâu phải cái bông sầu riêng không, này cái gì á. À, rồi đó thì cùng mình đi một vòng nha các bạn. À, clip này hơi dài một chút, clip này hơi dài một chút, coi không có gì để ý kiến, qua bữa nay chủ yếu qua có bông thôi chứ mình đâu có bị bán thuốc, thuốc bán đủ rồi, thuốc bán đủ cho nên đâu cần bán thuốc đâu. Rồi nó ra nhìn tốt mắt luôn, lúc mà không có bông thì mong cho có bông, tới chừng nó có rồi nhìn tốt mắt. À, đây tới cái bờ ngang phía trên. Những cái cây này là những cái cây bự đang một vụ rồi. Và năm nay đây, những nhánh sát đất luôn nè các bạn thấy không, từ dưới đi lên ăn xong mình cũng khuyến cáo những cái nhánh nằm sát đất này cũng phải cắt bỏ ha, nhưng mà để ăn trái đi rồi tính tiếp. Đó, các bạn thấy gì không, các bạn thấy gì không, mình cũng không tin vào mắt mình, làm sao mà nó có thể ra được nhiều thế này. Cái đây chưa ngừng đâu nha, mới đây mới nửa nhánh, nó còn nữa đây đó, và trên nữa, và trên nữa, và trên nữa. Ở thời điểm hiện tại là mình đã dỡ mũ được khoảng 3 ngày tới 4 ngày. À, nhưng mà bông các bạn nhìn thế này nè, nó chưa đã đâu. Nếu các bạn muốn đã bông này phải 30 ngày tới 45 ngày, trong thời gian đó các bạn nhìn bông nó sẽ tuyệt vời hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó to. Nó to thì nhìn nó mới đã. Còn bữa nay thì bông nó mới ra đều như thế này, thì nhìn về cơ bản á, là nhìn để biết là bông bữa nay nó ra thế này. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành phun dưỡng bông định kỳ, phun dưỡng bông và vấn đề nữa là ngừa khô bông rụng lóng. Rồi sau đó tới tiến hành tỉa bông.
Vườn này cũng đang cần thuê người để tỉa bông các bạn, khoảng 20 ngày nữa là cần thuê người để tỉa bông, mà chắc sắp tới mình cũng phải đi làm thêm việc để tỉa bông để kiếm thêm thu nhập, chứ bán thuốc lúc này cũng khó khăn quá. Bán thuốc lúc này cũng khó khăn quá mà ha, bán thuốc khó khăn cho nên thôi đi kiếm thêm nghề tỉa bông đi, kiếm thêm thu nhập để nuôi vợ con đồ, sửa sùng đồ các bạn. Đó, vàng lá mình mới đi vô trong cho các bạn coi về bông đúng không, còn ngoài vàng lá nè, không có vấn đề gì của khô bông, của cháy lá hay rụng lá già hay là mỗi vấn đề gì về lá, yêu cầu vàng lá nó phải chuẩn từ thời điểm làm bông cho đến thời điểm hiện tại, nó tuyệt vời, không còn từ gì để gọi là nói về vườn này, nó chuẩn hết, cây nào cũng như cây nào, không có khác, chỉ có khác là cái vị trí đặt cây thôi, nó có khác là cái vị trí đặt cây, chứ mình không ý kiến gì. Rồi thì mình đã dắt các bạn đi một vòng vườn của anh Thành Lộc ở Cái Răng, Cần Thơ. Ở thời điểm hiện tại ngày 7 tháng 8 năm 2022 là đã dở mũ và bông nó đã ra được như thế này, thì cái lo ngại nhất bây giờ vấn đề của mình là làm sao để xử lý được cái vấn đề bông này thôi, bởi vì bông nó có quá nhiều rồi, bông quá nhiều rồi, vàng lá thì không cần bận tâm nữa, lá quá chuẩn các bạn ha. Thì đây là cái kết quả của việc cái quy trình làm bông, cái quy trình kết quả của nguyên một cái quy trình làm bông đó là kết quả, thì cập nhật ở thời điểm hiện tại cho các bạn tham khảo. Và bước tiếp theo nữa cần phải làm gì, thì thứ nhất á, là bông đã ra rồi thì mình sẽ cải phân để cho nó nuôi bông là một, cái thứ hai là phải phun thuốc để ngừa vấn đề về khô bông và rụng lóng và héo bông. Nãy giờ mình đi một vòng thì cũng chưa thấy cái tình trạng đó có xảy ra, chưa thấy nha, chứ không phải là không có, chưa thấy. Chừng khi nào có thì mình sẽ bắt đầu xử lý, thì đương nhiên cũng phải ngừa. Còn về vấn đề nữa là gì, cái bộ dưỡng bông thì cũng giống như những cái vườn trước, cái bộ dưỡng bông vẫn như vậy, thì mình sẽ cập nhật chia sẻ tiếp theo ở những video clip về sau. Còn đây là về vườn của anh Thành Lộc ở Cái Răng, Cần Thơ, mọi đã xuyên suốt trong một cái quá trình làm bông, cập nhật ở thời điểm hiện tại. Về mọi chi tiết về các bạn muốn liên hệ tư vấn kỹ thuật hay là liên hệ mua hàng thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình là 0986 550 899, và mình là kỹ sư Thái. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.